Vâng, em xin chào các bác nhé. Nay em tiếp tục lên các mặt hàng hoa lan có tại vườn gửi tới bác. Đây là một giỏ kiểu vuông nhé các bác nhé. Đấy, kiểu vuông như này, một giỏ. Giỏ mã số B1 có giá 350.000 các bác nhé. B1 kiểu vuông 350.000. Tiếp theo B2 thì rất nhiều thân này các bác này. Rất nhiều thân. B2 của em cũng có giá 350.000 nhé các bác nhé. Một cái giò kiểu vuông như này cũng 350.000. Tiếp theo em lên kiểu vàng nhé. Đấy, nó trụi hết lá rồi nhỉ, các bác này, nhưng mà nó đang những cái mắt trụi nó đang ra rất nhiều nụ nhé. Mã số 61 có giá 300.000. Giò kiều vàng. Nó trụi lá rồi, trụi hết lá rồi các bạn. Nó sắp tới nó sẽ ra màu gốc thôi. Nhưng mà những cái thân trụi lá bây giờ nó đang ra rất nhiều nụ rồi. Nó đang sưng nha các bác nhé. Tiếp theo em lên gà nhé. Gà đây, một cái giò gà đây, nụ các bác nhìn chi chít luôn này. Đấy, chi chít đây. Quay này cho các bác nhìn cho nó rõ này. Chi chít nụ luôn nhá. Một cái giò gà như này. Mã số 55 của giá là 500.000. 500.000 nhá các bác nhá. Chi chít nụ luôn. Đấy, gà mùa này thì đúng là siêu nụ đây các bạn nhìn, siêu nụ luôn, quá nhiều nụ luôn. Đây nhìn như này các bác mới nhìn thấy nó nhiều nụ này. Đấy, rất nhiều nụ nhá. Mã số 18 có giá 450.000. 450.000. Đấy, mã số 18 các bác nhá, 450.000 một cái giò gà như này. Gà tiếp theo nhá các bác nhá. Gà có đây, hoa tím đẹp chưa các bác. Đấy, nó mỗi cành này tự nhiên nó ra hoa sớm nhá. Thỉnh thoảng mấy giò nhá, em cứ mỗi giò nó ra một cành rất sớm, còn những cái cành nụ rất nhiều nhá. Cành có nụ rất nhiều. Đấy. Mã số B3 có giá là 500.000. B3 có giá 500.000. Hoa cực kỳ tím, cực kỳ đẹp nhá các bác nhá. Hoa cái này về các bác nhìn mới thấy cái độ tím của nó. Hoa tím cực kỳ đẹp luôn. Đấy, giò đùi gà tiếp theo nha các bác nhá. To hơn một chút. Đấy, hoa tím này. Để che này vào các bác mới nhìn thấy cái độ tím này, không nó lóa các bác không nhìn rõ cái độ tím của nó. Mã số B1 có giá là 550.000. 550.000 nha các bác nhá. Đùi gà tròn. Những cái giò như này về thì các bác chỉ treo chăm tưới bình thường thôi. Hoa rất đẹp luôn. Đấy, tiếp theo đây các bác này. Đấy, sát sát rồi các bác mới nhìn thấy cái độ tím độ đẹp của nó. Mã số B2 cũng 550.000. Cũng 550.000, đang nụ đây nhá các bác nhá. Nụ đang rất nhiều nụ luôn. 550.000 B2. Gà tiếp theo nhá các bác nhá. Gà năm cánh trắng hông đỏ hông ba chầu đang nụ nhá. Đang nụ ki như này nhưng mà vẫn là đang nụ nhá, 50 ki. 50 ki mầm gốc đang ra nhá. Đấy, dí sát vào cho các bác nhìn này. Có giá là 5 cánh trắng hông đỏ hông bã trầu. Mã 25 có giá 550.000. 550.000. Đấy, gà tiếp theo nha các bác nhá. Gà tiếp theo. Mã số 41 có giá 320.000. 320.000. Mã số 41 nha các bác nhá. 320.000.
mang cho cái giò gà to. Tiếp theo em lên cho bác cáo nhá, xếp đẹp chưa các bác? Đấy, như này cho các bác mới nhìn thấy xếp là cáo Lai Châu này thì 10 cây thì gần như xếp cả 10 cáo. À, cây này em thấy đang có nụ nhá các bác nhá, cây to này này, cây to em thấy có cái nụ ở trong kẽ lá rồi, xem mấy cái nụ nào. Một cái tạm thời em thấy một cái nụ ở kẽ lá này nhá các bác nhá, kẽ lá này này. Đấy, về các bác kiểm tra xem, vạch ra nhìn thấy nụ nó đang thò ra nhá. Đấy, hai cây xếp đứng đẹp long lanh như này nhá, đỏ nhá, cáo đỏ cáo tía này. Đấy, đẹp như này. Mã số 8 350.000 cho cái giò cáo này. Đấy, cáo Lai Châu thì bác các bác sưu tầm về. Các bác chơi cáo này biết tên là cáo các bác. Xếp đẹp long lanh, cáo đỏ, cáo tím. Đây. Cáo giống nha các bác nhá, ba cây xếp rụt thịt nhá. Đấy, dễ đây. Ba cây cáo đỏ này. Cũng 350.000. 350.000, mã số 50 nhé các bác nhé, cáo mã 50 nhé, 350.000. Cáo này thì chưa ra nụ đâu các bạn. Đấy, cáo này chưa ra nụ đâu. Đây, em lên cho bác siêu phẩm nhé, siêu phẩm đuôi gà tròn nhé. Đây, sáng có bác, các bác bảo là em chụp ảnh cho bác xem. Đây, để bác lấy đây, nhưng mà thì tiện đây em quay lại video cho các bác nhé. Đấy, cáo Lai Châu đùi gà tròn nhé các bác nhé. Sáng bác bảo bác nhìn nó chưa được rõ, đây hôm nay em quay rõ cho các bác nhé. Đấy, bác xem lại được video thì bác nhìn kỹ giúp em chứ. Em nói thật các bác là những cái giò to này ngại bê đi bê lại lắm, cho nên là quay cho các bác nó cũng hơi ngại một tí. Đấy, 1.500.000 cho cái giò đùi gà tròn này nhá các bác nhá. 1.500.000. Đấy. Quay cho các bác nhìn rõ luôn nhá. Hôm nay nhá. Đấy, bác bảo em chụp ảnh như quay lại video các thứ. Đây. Nó như này nhá các bác nhá. 1.500.000. Tiếp theo, em lên đen rô trắng nhá. Đấy, chậu đen rô trắng đang chi chít nụ này các bác này. Đang chi chít nụ dưới này. Mã số A36 giá 200.000. Đấy, đen rô trắng nhá. Cái này về các bác làm giống rồi, nó cây cối thì nó có thế này thôi. Cho nên là các bác về làm giống nhá. Các bác mà xem video thì các bác nhìn kỹ giúp em nhá. Không về một số bác thì kỹ tính. Các bác bảo là sao lại nó có cây nó ít thế này. 200.000 các bác nhá. Chủ yếu là cái mặt hoa nó chuẩn mặt hoa, đây mặt hoa của nó đây các bác này, nó chuẩn mặt hoa về thì các bác chơi đấy, mặt hoa của nó này các bác này. Đấy, nó gần tàn rồi mà mặt hoa nó còn to đẹp như này. Đấy, gần tàn đấy, trắng tinh. Đây, nụ tiếp đây các bác nhá, chi chít nụ luôn, rất nhiều nụ, vẫn là đen rô trắng đấy nha các bác. Mã số 1 200.000. Đấy, 200.000 cho mã số 1 nha các bác nhé. Đấy, vẫn là đen rô trắng. Đây nụ đây này các bác. Đấy, nụ đây, đây rất nhiều luôn, đang là cành này ra rất nhiều nụ luôn. 200.000 mã số 1. Đây, tiếp theo em có giò sơn thủy tiên đây. 250.000 nha các bác nhá. 250.000. Đang nụ đấy. Đang nụ, sơn thủy tiên đang nụ này các bác này. Đây này, cái nụ nó thò thò ra này. Đấy, đang nụ nhá. Đấy. Còn những cái mắt ở trên này nó đang bắt đầu sưng rồi, các bác cứ yên tâm. Về là các bác sẽ được chơi hoa. Sơn thủy tiên 250.000. Chồn nha các bác nhé.
chôn. Đấy. Giò chôn này có giá là 500 nghìn nhé các bác nhé. Chôn 500 nghìn nhé, chôn không số nhé các bác nhé. 500 nghìn. Đây một giò chôn này. Em đang định tìm cho các bác xem có nụ không nhưng mà sợ video nó dài quá. Không số 300, đang nụ. Đây, tam bảo sắc đây các bác. Đấy, tam bảo sắc cái này thì đang chi chít nụ đây, một nụ này. Hai nụ này. Ba nụ, cái này đang nụ. Ba nụ này. Tạm thời mới thấy có ba nụ thôi nhá các bác nhá, 300 nghìn. Đấy. Cây rất dài, rất to đây, 300 nghìn. Tam bảo sắc nhá các bác nhá. Đấy, đang nụ. Cái dòng này sống dễ gió thôi, bảo cái dòng này nói thật các bác là dễ gió này, nó ăn linh tinh hết ra ngoài này các bác nhá. Nhưng một số cái nó bám vào thôi. Chứ còn một số cái thì nó bám vào giá thể thôi, nhưng nó chưa bám hết đâu nhá. Em phải nói rõ trên video với các bác nhá. Dễ gió ấy, nó ăn ra ngoài, cứ buộc chặt như này các bác cứ treo lên nó cũng sống nhá. 300 nghìn. Đấy, không các bác về lại bảo nó chưa thuần. Một số dễ nó bám thôi. Em lên cho các bác chậu trầm nhá. Trầm cổ đây, 250.000 mã số 17. Đấy, các bác mua đang sưng nụ, đang sưng rất nhiều nụ nha các bác nhá. Đang sưng nụ rồi, các bác mua tầm này về thì mới là đẹp này. Vì mua tầm này về thì các bác được chơi hoa, nó khi nó nở ra nó đẹp rồi. Các bác mà mua nụ to rồi mà hoa nở rồi về là nó đóng thùng là nó ảnh hưởng nó nhanh tàn nhá. Đấy, thời điểm này các bác mua về thì hợp lý nhất này. Đấy. Cái này của em thì nó bị gãy mất một thân đây nhá các bác nhá. Em phải nói rõ trên video nhá, gãy mất một thân. Đấy. Không về các bác lại bảo là đóng hàng cái nào lại gãy của các bác xong. 250.000 cho chậu trầm rồng đỏ nhá các bác. À chậu trầm cổ nhá các bác nhá. Ôi, lên tác phẩm cho các bác nhá. Đây, tam bảo sắc nhá các bác nhá. Đấy, trụ tam bảo sắc mã số 60 có giá 600.000 nhá. Mã số 60 có giá 600.000. Tam bảo sắc trụ to này nhá các bác nhá. Đấy, trụ rất to nhá. Không phải nhỏ đâu. Rất to luôn. 600.000. Không số 150. Đang nụ. Đây, cái này bán cũng vẫn là tam bảo sắc không số nha các bác nhá, đang nụ đây. Đang có nụ đây. Hai cái nụ này, à một cái nụ này. Tên này chưa thấy. Em nhìn thấy mỗi một cái nụ thôi. 150.000. Đấy, dễ nó bám linh tinh. 150.000 nhá các bác nhá. Đấy, thuần lâu không? Đấy, cái này thì thuần lâu rồi. Em thấy có một cái nụ thôi. Một cái nụ thôi. Đấy, bác nào lấy 150.000 nhá, cái tam bảo sắc này nhá. Đấy. Lên tác phẩm nhá các bác nhá, vẫn là tác phẩm nhá. Mã số 59 cũng 600.000. Cũng 600.000. Tam bảo sắc mã 59 nha các bác nhá. Đấy, 600.000. Rất đẹp luôn. Ai, em lên cho bác giỏ chồn nhá. Chồn đang nụ nhá. Đấy, giò chôn này, cây to này là cây này này. Cây này này nó lặng quá, lá nó lặng nó cứ gập xuống. Đang nụ ở ke lá này các bác này. Đang nụ được ke lá đây nhá. Mấy cây có nụ thôi, em chỉ báo thế thôi. 4 cây, 4 nụ đấy. À đây, cây này đang nụ đây, thò ra đây nhá các bác nhá. Cây cái nụ nó trắng tinh nó thò ra đây nhá. Nụ trắng tinh thò ra đây. Hai cái nụ. Mấy nụ đây. Ô thế thôi, cứ biết là ô cái này không có mã. Cái chồn không mã nữa. Cái chồn ghép lũa nhá, bác nào lấy chồn ghép lũa nhá. Có giá là đây nhá. 400. Có giá là 400 nhá các bác nhá, chồn ghép lũa nhá, đang nụ nhá. Có giá 400. Đây em lên cho bác bảng long tu xuân đây nhá.
Long Tu Xuân 200.000 nhé các bác nhé, mã 74. Long Tu Xuân mã 74 200.000. 200.000 cho mã 74 Long Tu Xuân. Vẫn là Long Tu Xuân nhé các bác nhé. Mã 75. 75. Những cái thân này thì hôm vừa rồi em làm nó dài quá, em bê nó bị gãy mất mấy thân đấy nha các bác nhá. Thôi, cái này thì em bán cho bác 150.000 nhá. Mã 75 150.000 nhá. Đấy, Long Tu Xuân nhá. Bạch nhạn 120. Đấy, giò bạch nhạn đây các bác này. Giò bạch nhạn đây. 150.000 nhá các bác nhá. 150.000 bạch nhạn. Cái này về các bác mua một cái chậu các bác cho vào đấy các bác trồng cho em cho nó đẹp. Em lên cho bác chậu HO nhá, 5 cái trắng HO nhá. Một thân hoa, hai thân hoa, một thân này các bác này. Với cả thân này là hai này, hai thân hoa này rất dài nhá. Rất nhiều ki nhá, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ki. Mã số 95. Có giá là 500.000 5 cái trắng HO nhá các bác nhá. Đấy, mùa này thì nó xuống lá nó đợi hoa rồi các bác cứ yên tâm nhé, không vấn đề gì hết. Riêng cái dòng thân thòng này, cái dòng phi điệp là nó phải xuống lá nha các bác nhé. Đấy các bác nhé, u lồi hoàng thảo ngũ tinh, hoàng thảo u lồi 7 hay 8 vòi hoa ấy các bác, cả to 10, cả nhỏ nhé. Đây nhé, một vòi này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, 7 8 9, cả to cả nhỏ là 9 10 cái gì đấy các bác nhé. Đấy, u lồi. Đấy. Giò này em bán cho các bác với giá là 300.000 nhá. 300.000 nhá, giò u lồi nhá. Đang nụ nhá. U lồi đang nụ 300.000. Đây. Tiếp theo lên cho bác cái giò 5 cái trắng HO nhá. Đấy, HO đây. Nó có một thân này, hai này, 3 4 này, hai cái thân dài nữa này là 4 này. 4 thân này. Và 1 2 cái ki này. 3 4 cái ki này. Đấy, 4 cái ki nhá các bác nhá. Mã số 96 có giá là 450.000, 5 cái trắng HO. 450.000. 5 cái trắng HO. Em lên cho bác chậu kèn nhá, hoàng thảo kèn nhá. Hai thân. Hai thân, một thân này đang chi chít nụ đây các bác này. Gai gai này nụ này, hoàng thảo kèn hai thân này. Mã số 112. 250.000 nhá các bác nhá. Đấy, hoàng thảo kèn Lai Châu này. Đang nụ đây, đang gai. Nó đang thò những cái gai gai này ra là nụ hết nhá các bác nhá. Mầm gốc nó đang ra rồi. Đấy, mầm gốc nó đang bật ra rồi. 250.000. Đấy, đây kèn nữa đây các bác này. Kèn này, kèn bảng này, ghép bảng thì chăm nó hơi khó tí nhưng mà thuần hết rồi các bác nhá. Nụ chi chít này. Đấy. Nụ chi chít nhá. Mã số 62 có giá là 800.000. 800.000, rất nhiều thân, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 thân. 800.000 các bác nhá. À đây em lên. Mấy cái chậu này nữa. Đây nha các bác nhá. Châu rừng nhá, châu rừng xịn nhá các bác nhá. Đấy, Đai Châu những Minh Xuân Ngọc Điểm nha các bác nhá. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 cây. 8 cây có giá là 700.000 nha các bác nhá. Mã số 28. 128 nha các bác nhá. Mã số 128 700.000 cái trụ Đai Châu như này nhá. Tiếp theo em lên cho bác đuôi chồn này. Đuôi chồn này. Một bảng rất đẹp nhá, một chậu rất đẹp. Mã số 114 giá 550.000. 550.000.
cái này không biết đã có nụ chưa, nhưng mà nó nằm trong kẽ lá, nhiều khi nó chưa phát hiện ở đâu các bạn. Đấy, chắc là đợi mấy hôm nữa đó. Mấy hôm nữa nó thò hẳn ra mới biết được. Mã số 114 550.000. Rồi, trên đây toàn bộ video nhà em có ngày hôm nay. Em xin chào các bác.